Học sinh giỏi. Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra một vế đối. Con bò cạp, cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp. Một học sinh liền đối: thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật. Thầy đỏ mặt tía tai. Một học trò khác bảo: anh tiểu thương, thương chỉ tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương. Anh học trò khác thêm vào chút xíu: anh cà phê, phê chỉ cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà. Lấy vợ hơn chục năm, công việc phập phù, vợ mới nói: anh có cô bạn học cũ làm to lắm, sao anh không nhờ cô ấy đi? Bực mình anh ta bảo: anh sẽ đứng bằng đôi chân của mình. Vợ mới hỏi: thế còn chân nữa anh để đâu? Để đâu à, còn lâu mới nói nha. Thế là vợ cầm cái chổi táng anh ta túi bụi, chả hiểu làm sao nữa. Tôi là tài xế chạy taxi, tình cờ đón khách là người yêu cũ và chồng của cô ấy. Hai vợ chồng bắt xe về nhà cô ấy. Trên đường đi, anh chồng cứ luôn mồm chỉ đường cho tôi. Tôi đã rất muốn nói với anh ta rằng: ông im đi, tôi còn quen đường hơn ông đấy. Bắt chước. Nghe thằng bạn phổ biến kinh nghiệm, đi với vợ ra đường mà thấy đứa con gái nào trẻ đẹp thì cứ nói với vợ câu: ước gì nhà mình có đứa con dâu như thế này nhỉ? Đảm bảo sau đó có nhìn, có ngắm nó cả buổi cũng không sao. Một lần, hắn đi siêu thị với vợ, thấy một cô gái rất đẹp, thế là hắn cũng bắt chước thằng bạn nói câu: cô gái xinh quá, ước gì nhà mình có cô con dâu xinh như vậy nhỉ? Vừa nói hết câu, hắn đã bị vợ giáng cho một cái tát nổ đom đóm mắt. Hắn hỏi vợ: sao lại tát anh chứ? Cô vợ hỏi: tôi với anh có hai mống con gái thì lấy đâu ra con dâu hử? Một cậu con trai than thở với bạn rằng: tuần trước cô đưa giấy mời ba tao để khiển trách hạnh kiểm của tao đấy. Cậu bạn hỏi: thế ba mày có đi không? Có chứ. Thế đã đi rồi sao? Hôm nay mày còn cầm giấy mời họp nữa làm gì? Cậu ta tỏ ra lo lắng bảo: đây là giấy cô mời má tao đấy. Để làm chi vậy trời? À, ừ thì cô mời má tao để than phiền về hạnh kiểm của ba tao. Thật thà, một cô gái chuẩn bị ra thành phố làm ô sin, mẹ cô dặn dò: nếu bà chủ có hỏi gì liên quan đến đàn ông trong nhà thì con cứ nói là con không biết nhé. Như thế bà chủ sẽ không ghen, thì con mới có cơ hội trụ lại để làm việc. Cô gái nghe mẹ dặn thì khấp khởi lên thành phố. Thế rồi một hôm cô gặp một bà chủ, bà này hỏi cô gái: nếu một ngày chồng tôi vô tình không mặc gì từ nhà tắm bước ra thì cô sẽ làm gì? Dạ, cháu sẽ vờ mồ đặc như lão nông giẫm cứt ạ. À, bà chủ gật đầu: tốt. Thế nếu một ngày ông ấy trần như nhộng trên giường và gọi cô vào massage thì sao? Cô gái khẽ khàng: dạ, cháu sẽ giả vờ điếc lòi điếc lổ như bà già ngồi cạnh súng cối ạ. À, bà chủ cười khà khà bảo: cô giỏi lắm. Nếu một ngày đang ngủ chợt tỉnh dậy mà cô thấy chồng tôi đang ôm ghì lấy cô, lôi chim ra ve vậy, thì cô tính sao? Dạ, cháu sẽ giả vờ ngủ say không biết gì ạ. Chót gửi mất rồi. Ngày tân gia, nhận được một vòng hoa băng lụa có ghi: thành thật phân ưu cùng gia đình. Chủ nhà điên tiết, định gọi cửa hàng dịch vụ hoa chửi cho một trận, thì cô bán hoa gọi điện thoại đến và bảo: xin lỗi, chúng tôi gửi nhầm hoa cho ông ạ. À, không biết xử lý thế nào. Bất đắc dĩ, ông chủ nhà đành hạ giọng: thôi được rồi,
Cô cho người mang lãng hoa chúc mừng tân gia đến đổi cho tôi ngay đi nhé. Cô bán hoa ấp úng đáp. Dạ, tôi muốn xin lỗi ông vì đã chót gửi lãng hoa chúc mừng nơi ở mới của ông đến một đám tang mất rồi ạ. À? Gia đình ngày nay rất lỏng lẻo, nhà đông người nhưng thường vắng hoe. Kêu ăn cơm đôi khi cũng khó. Làm sao ư? Dễ ở à? Bạn hãy gắn cục wifi ở nhà dưới. Chỉ cần tắt wifi 5 giây sau mọi người tụ tập đông đủ, kèm theo vô số tiếng phàn nàn, lầm than, ai oán. Lá thư đòi nợ thuyết phục. Có một anh chàng nổi tiếng là một con nợ lì lợm trong vùng. Một hôm, anh ta đến cửa hàng tạp hóa thanh toán hết mọi khoản mua chịu, không hề oán thán một tiếng nào. Ông chủ cửa hàng bất ngờ và xúc động. Ôi trời ơi, cảm ơn anh đã trả món nợ. Đang lúc cửa hàng gặp khó khăn về vốn, điều gì khiến anh trả nợ? Hay là anh mới trúng số độc đắc hả? Anh ta ngại ngùng giải thích. Tôi có trúng số gì đâu, chính lá thư đòi nợ khiến tôi động lòng thôi. Tôi chưa bao giờ thấy lá thư nào có sức mạnh như vậy. Nó khiến đến gỗ đá cũng phải xì tiền ra ấy chứ. Tôi thắc mắc, làm sao mà ông có thể viết được một lá thư hay như thế? Ông chủ cửa hàng buồn bã thú thật. Tôi có biết viết gì đâu. Tôi chỉ lấy những đoạn hay nhất trong lá thư vợ tôi gửi cho tôi để xin thêm tiền khi cô ta đi nghỉ mát ở một khu du lịch nổi tiếng. Lương làm được bao nhiêu đều đưa cho vợ cả, nên hai đứa con xin tiền, bố đều không có. Bố nói, lương bố được bao nhiêu, đưa cho mẹ hết rồi. Bố rất ít khi có tiền, thuộc diện nghèo bền vững. Hai đứa con bàn nhau, giúp bố thoát nghèo. Mỗi ngày hai đứa lấy 100 ngàn ở ví mẹ, chuyển sang cho bố. Một thời gian sau, mẹ thấy mất tiền liên tục, không nhiều lúc nào cũng mất 100 ngàn. Theo dõi mãi, mẹ mới phát hiện ra là hai đứa lấy tiền. Mẹ quát, ngày nào mẹ cũng mất 100 ngàn, các con lấy tiền làm gì hả? Như vậy là rất hư, mua gì, xin mẹ cho, đừng làm như thế. Dạ, chúng con lấy tiền của mẹ bỏ vào ví cho bố, giúp bố thoát nghèo thôi hả? Hôm trước, ngồi với một ông ấy nói, đàn ông bây giờ làm gì có thằng nào chỉ biết có một, chỉ cần ra ngoài thoải mái, rồi về nhà chăm sóc vợ con, chiều chuộng bạn gái, thế là được rồi. Tôi mới hỏi ngược rằng, thế đàn bà ngoại tình có chấp nhận được không anh? Ông ấy đáp, không em, loại ấy có rửa sông nghìn lần cũng không hết bẩn. Tôi bảo, thế mấy thằng ra đường thoải mái đó, thì phải gột rửa bằng gì mới đỡ dơ hả anh? Lâu không được chồng dắt đi chơi, bà vợ hỏi vặn ông chồng, này, sao mỗi lần anh dắt chó ra ngoài, anh không hỏi là em có muốn đi chung hay không? Anh chồng liền đáp, ồ, anh đâu biết là em cũng thích ị ngoài đường chứ. Trên thiên đình suốt ngày xơi đảo tiên và tiên đơn, mãi cũng chán. Thượng đế trốn Tây Vương Mẫu xuống trần gian, không đem theo Nam Tảo Bắc Đẩu vì sợ bép xép với Tây Vương Mẫu. Tìm ăn của ngon vật lạ vì là thượng đế khi đi không mang theo tiền, ăn ở đâu xong là phải cắm lại đồ đạc ở đó. Về đến thiên đình, mỗi cái quần lót còn sót lại. Khi về đến thiên đình, thượng đế nhận ra mấy thứ. Thiên đình có một thượng đế dưới hạ giới, cứ vào quán ăn uống ai cũng là thượng đế, các quán karaoke, bia vân vân đều có gái để ôm, đặc biệt nhất là có cả chó ôm nữa. Thượng đế nghĩ lần sau lừa Tây Vương Mẫu đem nhiều vàng và đi chơi lâu hơn chút, tránh tình trạng phải cắm đồ.
Lần đầu biết cảm giác, ông chồng quá mệt, đêm bà vợ nổi hứng đòi chiến. Nể nang lắm, ông chồng đành phải chiều vợ, loay hoay, hì hục gần cả tiếng đồng hồ, rồi cũng xong. Bà vợ mặt mày phủ phê, mãn nguyện lắm, cười tủm tỉm nói với chồng rằng, này, từ cái hồi lấy nhau, hôm nay em mới thấy đã đời đấy. Ông chồng nói, hôm nay tôi mệt nên nó vậy đấy. Vợ bảo, mệt mà lại còn hay hơn mọi hôm đấy nhỉ? Hay là có uống thuốc gì mà nó lại to hơn mọi ngày vậy? Ông chồng thở dài lẩm bẩm, mệt không cứng lên được nên tôi gặp đôi đấy. Công việc đơn giản, mới quen được cô bạn khá xinh gần 40 tuổi, nhân ngày chủ nhật, bèn rủ cô bạn đi ăn sáng rồi đi dạo cùng nhau. Đang đi trên đường, thấy có một người đàn ông đi phía bên kia đường theo hướng ngược lại. Người đàn ông giơ tay lên vẫy vẫy có ý chào hai người. Cô bạn gái cũng giơ tay lên vẫy đáp lại. Hơi tò mò, bèn hỏi cô bạn, em quen anh ta đấy à? Cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Anh ta cùng làm ở chỗ em. Anh ta làm gì ở chỗ em vậy? Dạ, anh ta làm giúp việc cho em. Công việc đơn giản ấy mà. Nếu có giấy tờ gì thì anh ta phải ký để em đóng dấu rồi mang sang văn phòng. Sướng khổ, một chị trò chuyện với chị bạn. Số tao khổ thật mày ạ. Lấy chồng mấy chục năm mà chẳng được sướng bao giờ. Mày nói mày khổ thì tao tin, chứ mày nói mày không sướng thì tao chả tin đâu. Thật đấy, mày đẻ bốn đứa con, mày không sướng thì làm sao mà đẻ được. Ôi trời ơi, vớ vẩn thế mà mày cũng nghĩ ra à? Tao lại mày đấy. Giống hệt giám đốc, đêm tân hôn của một nhân viên trong công ty và cô thư ký giám đốc. Trong lúc hợp cẩn, cô dâu nói bô bô chuyện riêng tư, chú rể bèn nhắc nhở, em nói nhỏ một chút đi, người khác nghe thấy thì xấu hổ lắm. Nghe vậy, cô dâu cười khanh khách bảo, ôi, sao anh nói giống hệt giám đốc vậy chứ? Ông ơi, lúc nào rảnh, có tiền thì cho tôi xin lại 1 triệu ông vay tôi nhé. Tôi kẹt rồi. Trời ạ, đòi gì mà đòi suất thế hả? Đòi mãi, không thấy nhục à? Có 1 triệu bạc tôi trả lúc nào chẳng được. Thế này, mới thấy bạn bè quanh mình là thế nào chứ? Sống kiểu này, thì đếch ai dám vay đến lần thứ hai. Ok, tí nữa tôi chuyển cho ông 700, trừ 300k, tiền đòi lắm, làm phiền đến đời sống cá nhân của người khác đấy nhá. Ngồi cạnh nhau nhân lúc vắng người, nàng thủ thỉ, anh à, em muốn có 1 đứa con của anh. Tôi nói giọng chắc nịch, ok, ngoắc tay nhé. Nếu em thật sự mong muốn, thì mai anh sẽ dẫn 1 đứa con của anh đến cho em nuôi. Dạo này, anh cũng đang khó khăn. Thảm họa hơn, mùa đông năm đó trời rét cóng, tuyết rơi dày đặc, mọi hoạt động đều bị đình trệ. Thật là một thảm họa đối với nông dân. Đại diện của cơ quan cứu trợ đến kiểm tra, thấy tình hình khó khăn liền chia sẻ với một nông dân. Trời ạ, à, quá khủng khiếp, tất cả đều chìm trong tuyết rồi. Bác nông dân trầm ngâm bảo, nông trại của tôi tuy vậy vẫn không phải tệ nhất. Nhà hàng xóm của tôi thậm chí còn có nhiều tuyết hơn chỗ tôi nhiều. Người đại diện thắc mắc, sao có thể như vậy được nhỉ? Bác nông dân đáp, tại trang trại nhà ông ấy rộng hơn nhà tôi. Lão ăn xin tâm sự với một người qua đường. Thật ra tôi là một tác giả khá nổi tiếng. Cuốn sách 100 cách làm giàu đang bán chạy nhất bây giờ là của tôi đấy. Thế sao ông lại phải đi ăn xin chứ? Người qua đường ngạc nhiên hỏi.
Lão ăn xin cười đáp, đây là một trong những cách làm giàu nhanh nhất. Khó bì với con. Đến thăm gia đình đứa con thứ hai, bà mẹ thấy cô con dâu sai con trai đi chợ bèn nhắc nhở. Con à, chẳng gì chồng con cũng là một kỹ sư và đã được cấp nhiều bằng sáng chế. Vậy mà con lại bắt nhà trí thức đi chợ và thổi cơm là sao? Thấy bà mẹ chồng có ý trách, cô con dâu cười đáp. Dạ thưa mẹ, vậy là mẹ chưa biết đâu. Bây giờ con đã là cán bộ của Cục Quản lý và Sở hữu trí tuệ rồi đấy mẹ à. Thơ vui, đôi chân nói với đôi tay, chúng mình lao động cả ngày khó khăn, nuôi cho cái miệng nó ăn, thế mà nó vẫn cằn nhằn kêu ca, bở vai nghe thấy vội la, thế ai gánh nặng, đến già chẳng thôi, cái đầu rên rỉ ỉ ôi, âu sầu phiền não mình tôi phải gồng, cái mồm tức quá nói ngông, tôi mà tuyệt thực thì không có nguồn, năng lượng đâu có mà tuôn. Để cho các bạn ngồi buôn chuyện đời, trái tim bực quá buông lời, tụi mày câm hết tức thời cho tao. Tao mà ngưng đập ngày nào, tụi bay sống được thế nào phải không? Một tỷ phú thường xuyên đi xe taxi, nhưng ông này rất căn cơ. Khi thanh toán tiền, sẵn sàng chờ lấy tiền thối lại, dù là một hay 2.000 lẻ. Sau nhiều lần như vậy, lái xe taxi cũng bất mãn có hỏi lại. Thưa ông, tôi cũng thường xuyên chở ông và con trai ông, nhưng hai người có tính cách khác hẳn nhau. Với con ông thì không bao giờ lấy lại tiền thừa, dù nhiều hay ít. Còn ông thì sẵn sàng chờ tôi đi đổi để trả lại dù số tiền chỉ 1.000 đồng. Tôi làm sao mà bì được với nó chứ? Một đằng bố nó là tỷ phú, còn bố tôi chỉ là nông dân. Ông tỷ phú trả lời. Chấm mút. Sáng nay trông mộ có vẻ buồn lắm. Mộ ra ngồi đầu hè tay cầm lược, đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra khu vườn. Mộ cứ vẩn vơ suy nghĩ, mắt cứ đưa hết cảnh na, rồi ra cảnh bưởi. Một nỗi buồn man mác đang ẩn hiện trong lòng mà không biết giải tỏa cùng ai. Như có một cơn gió hiếm hoi chiều hè, hết đến rồi lại đi, để lại cho mộ một nỗi buồn nẫu ruột. Chả là đêm qua, mộ mới biết lão hói nhà mộ bị liệt thật. Lão cứ trèo lên rồi lại tụt xuống, chả làm ăn được gì sất, xong lại lăn ra định ngủ như trâu chết. Mộ tức lắm, lôi đầu lão dậy mà hỏi rằng, này, lão hói, có tơ tưởng đến con nào phải không hả? Sao từ Tết đến giờ tôi không thấy lão chấm mút được gì thế hả? Lão hói cũng thật thà thú thật, sự thật phũ phàng ngay trong đêm. Thôi tôi xin bà, tuổi này rồi còn gì nữa đâu mà tơ tưởng. Có lẽ tôi liệt thật rồi bà, cảm giác nó cứ thừa thừa kiểu gì ấy. Nếu không dùng để đái, chắc tôi cắt mẹ nó đi cho đỡ nặng người. Nặng là nặng thế nào? Ông liên thiên nó vừa thôi, mới hôm nào ông còn như trâu húc mả thế mà, hay là ông chê tôi? Lão cũng hốt hoảng giải thích cặn kẽ. Tôi nói thật đấy, chả đùa đâu, trâu thì trâu chứ, đến lúc sức cùng lực kiệt thì nhìn nó cứ như miếng thịt lợn. Ái già, lại còn ví như miếng thịt lợn nữa chứ. Ông định đùa tôi đấy phỏng? Đùa đâu mà đùa, thật đấy. Thôi bà để im cho tôi còn đi ngủ, mai còn đi chở mấy tạ cám cho lợn. Mộ nghe thế thì điên hết người, đấm lão bùm bụp mấy phát, mà lão cứ chùm chăn kín mít. Chán. Nửa đêm, bầu trời không một gợn mây gợn gió, chó làng cũng đã bớt sủa. Mộ nằm thấy lão ngáy o o mà suy nghĩ, sao mà lão vô tư thế nhỉ? Cái chuyện liệt nó quan trọng, lão như vậy mà lão cứ như trò trẻ con. Mình còn hừng hực thế này mà lão lại lăn quay ra liệt, thế thì không được rồi. Chả nhẽ mình chịu thua sao? Mình phải nghĩ cách, mấy con lợn mình còn làm được mà. Này ông, dậy đi tôi bảo cái này.
Lão mệt mỏi cựa mình. Ôi bảo cái gì, đang ngủ thì chớ. Tôi nói nhỏ với ông cái này nè. Thì nói đi, lão lơ mơ cố trả lời cho qua. Tôi tiêm cho ông một liều kích dục cho lợn nhá. Lão nghe tiêm kích dục cho lợn thì giật bắn mình tung cả chăn, đứng bật dậy như trời trồng. Này này, tôi nói cho bà nghe nhá, người chứ không phải là lợn đâu mà tiêm vớ tiêm vẩn, kinh hết cả người ra. Kinh là kinh thế nào, ai bảo ông lại liệt ngang như thế chứ. Trong khi đó tôi hu hu mổ mếu máo khóc. Thôi im đi xem nào, làng xóm người ta nghe thấy đấy. Đấy, hàng xóm đấy, con mẹ mơ nó vẫn còn cười toe toét ra với tôi đấy. Chồng nó vẫn khí thế đầy ra, mà trong khi đó ông thì hu hu mổ cắn gối khóc to hơn. Kệ cha nhà chúng nó, liệt thì liệt, chứ bà cứ tiếc cái éo gì thế hử? Tiếc chứ, của trời một đống đây. Ông không hốc đi còn chê. Ai chê? Đã bảo là không hốc được là không hốc được rồi cơ mà. Đừng có dình tôi ngủ mà tiêm vớ vẩn chết người chứ chả đùa. Tôi dọa ông thế thôi, xem liệt thật hay là đùa. Cứ chứ ai tiêm? Thế thì còn được, để tôi nghĩ cách. Mổ nghe lão nói thế thì mừng rơn nói ngay. Cách gì? Nói nhanh đi. Tôi để ý rồi, trên tivi nó quảng cáo mấy loại thuốc tăng cường sinh lý ấy. Tôi tính mua về dùng thử, xem nó có đông đợ động đậy gì không. Ừ nhá, ông nhớ mua đấy nhá. Kể cả bán hết lợn, tôi cũng cho ông mua. Ừ, để tôi tìm hiểu kỹ rồi mua. Chắc chắn rồi sẽ mua. Rút kinh nghiệm thẳng tám vỗ, uống thuốc vớ vẩn. Hỏng bố bộ lòng. Ừ, lão nói thế, mụ cũng yên tâm, để cho ngủ đến sáng, không thì chết dở. Sáng nay lão đi đâu từ sớm, chắc lên huyện tìm hiểu mua thuốc. Mụ thì ngồi đầu hè vẩn vơ ngóng đợi, như đã nói ở trên. Mụ đang man mác buồn thì thấy gà trống sáng sớm còn sung, nó cứ chạy lồng cọc trên sân rình đạp mấy con mái, ngứa cả mắt. Mụ đè đầu mang ra sau bếp làm thịt. Mụ để riêng hai quả cà, tí hấp cơm cho lão về ăn. Hy vọng một ngày mai tươi sáng. Anh, sao em? Em muốn chúng mình quay lại được không anh? Em xin lỗi vì đã đòi chia tay với anh, nhưng càng xa anh, em càng thấy không thể thiếu anh. Thế sao ngày trước em kêu là anh nghèo, anh không có tương lai, chỉ được cái đẹp trai và dài 20 cm. Dạ, em xin lỗi vì đã đề cao đồng tiền, nhưng bây giờ em nhận ra rằng 20 cm quan trọng hơn anh à. Cút của bố mày giờ đã là 22 cm rồi nhé. Anh ơi, bên ngân hàng em đang có lô đất ở Bảo Lộc giá rẻ. Giờ anh đầu tư lúc này, chừng nửa năm sau chắc chắn sẽ có lời đấy. Thôi em ơi, anh không có tiền mua đâu. Ồ, vậy thì em giới thiệu khoản vay lãi suất thấp bên ngân hàng em cho anh. Khỏi, anh đang nợ ngân hàng, làm còn chưa đủ trả nợ đây này. Thế thì em giới thiệu anh làm cộng tác viên bên ngân hàng em. Ôi cảm ơn, làm một job đã mệt muốn chết đây, lỡ đột quỵ rồi ai nuôi vợ với hai đứa con nhỏ chứ. Dạ, thế thì hay quá ạ. Bên ngân hàng em có liên kết với bảo hiểm nhân thọ Manulife, anh mua là khỏi cần lo cho vợ con gì nữa. Thôi thôi, tôi xin. Vào những năm 58-59, có một đôi vợ chồng lấy nhau do bố mẹ hai bên sắp xếp. Đám cưới diễn ra, nhà gái lấy của nhà trai 20 kg thịt lợn, 20 kg gạo tẻ, nếp và chè thuốc vân vân, cộng thêm ba cái lễ. Đêm tân hôn, chú rể hì hục mãi, không biết làm gì, gần sáng mới biết cách. Sáng ra cô dâu vừa xấu hổ, vừa bị đau, chưa ra khỏi phòng ngủ, chú rể đi ra khỏi phòng, mồm lẩm nhẩm. Trời ạ, có tất cả các trường dạy các thứ, đếch có cái trường nào dạy ngủ với vợ, may là mãi mình cũng biết cách.
Có thằng con trai đã 32 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Ông bố nói mãi, anh chàng kia vẫn chưa chịu lấy vợ. Một hôm ông ta gọi con lại và nói, tao lại mày, mày lấy vợ đi, để bố mẹ lo cho. Còn riêng đàn bà, mày có tìm hiểu đến 50 năm, đồ đạc của đàn bà vẫn có từng ấy thôi chứ, chả đứa nào có thêm thứ gì nữa đâu. Alo, đây có phải số điện thoại của anh Huy không nhỉ? Đúng rồi cô à. Dạ thưa anh, bên em đang tư vấn cho khách hàng sử dụng thuốc thảo dược, chuyên hỗ trợ yếu sinh lý. Anh có tham gia không ạ? À? Thế thì tốt quá, cô cho tôi tham gia với nhá. Dạ vài hôm nữa, các chuyên gia sẽ về tận quê hướng dẫn cách dùng sản phẩm này ạ. À. Thế thì may quá, mùa rét năm nay sẽ không sợ nữa. Sản phẩm này dùng quanh năm, sao anh lại nói là dùng mùa lạnh à? À, mùa lạnh thì của tôi nó sun lại, tìm mãi chả thấy đâu. Muốn dùng sản phẩm của bên cô cho nó cứng lên, tìm thấy ngay. Ích lợi nhất là khi đi giải không bị ra quần. Tôi già rồi, bà nhà tôi cũng già, hết nhớt rồi. Cô kia liền đáp, trời ơi con lại cụ. Thấy một anh ăn mặc rất bảnh bao, bạn mới hỏi, ê, ông đi câu đấy à? Tôi đi ăn mừng cái đám bị tai nạn. Chết thật sao lại thế? Ừ, thì thằng đó gây tai nạn cho con kia. Thằng đâm và con bị đâm đều vui vẻ, hai bên gia đình đều ăn mừng. Sao lại thế được? Ồ, tôi đi ăn cưới thôi mà, hết hồn. Xe bị hỏng nên phải gọi Grab để đi làm. Xe đến nơi, hóa ra tài xế là thằng bạn học cùng hồi phổ thông lâu lắm rồi mới gặp. Vừa đi vừa nói chuyện, hỏi thăm tình hình của nhau. Hỏi nó, cuộc sống giờ thế nào? Thì nó bảo cũng khó khăn chật vật lắm. May mà nhà vợ cho hai cái nhà, một cái đang ở, còn một cái thì đang cho thuê 20 triệu một tháng. Vợ bán hàng online thu nhập cũng tầm 20 triệu một tháng. Còn nó thì chạy xe cũng tầm 20 triệu một tháng, nên cũng hòm hòm. Bảo nó, nhà mày thế là thượng lưu rồi còn gì. Nhà tao một tháng thu nhập chưa bằng 50% nhà mày, thế mà bảo là chật vật à. Nó bảo, mày méo hiểu, tao giờ bệnh nặng, chạy chữa khắp nơi, vẫn chả ăn thua, mà bệnh này ngày cứ càng nặng hơn ý chứ. Tiền kiếm được, đổ vào chữa bệnh hết. Bàng hoàng, hỏi, thế mày tiểu đường biến chứng hay là ung thư di căn? Thì nó cười hành hạch bảo, méo đâu, bệnh nói phét mãn tính. Vì mất điện, sau một hồi giảng bài, thầy giáo giận dữ mắng học sinh. Tôi đã giảng đến như thế rồi, mà các anh chị vẫn không hiểu ư? Tôi cứ như là người đong gạo, vo sẵn, đổ gạo vào nồi và rút luôn hổ dây. Các anh chị chỉ việc cắm điện là xong. Thế mà không làm được à? Tôi thật không hiểu lý do tại sao nữa. Nghe thầy ví von như vậy, cả lớp vang lên. Dạ thưa thầy, vì mất điện ạ. Vừa ra khỏi giường bước ra sân, đã thấy anh bạn đi xe máy đến giữa sân. Anh ta nói lớn, mày thử đoán xem tối nay đề về con nào. Vừa cười vừa nói, anh bảo bạn, tối nay mày đánh con ba ba của... Chưa kịp nói xong, anh bạn kia đã dồ phóng ga đi, ngoái cổ lại và nói lớn, ừ thì đánh ba ba. Sáng hôm sau anh lại đến kêu tướng lên, mày thánh thật đấy, đúng là tối hôm qua đề về ba ba. Đi ăn sáng với tao đi và cho tao xin một số nữa. Trời ạ, à, hôm qua tao chưa nói xong mày đã phóng xe đi rồi. Ý tao nói, tối nào mày cũng đánh con ba ba của vợ mày thì ngày nào cũng trúng. Tao có biết đề đóm gì đâu. Ôi trời ơi, tao tưởng mày là thánh đề. Máy bay đang bay,
thì bị rung lắc mạnh, hành khách hoảng loạn. Một bà người Trung Quốc lấy hộp đồ làm đẹp ra và ngồi thản nhiên trang điểm. Bà người Ấn Độ thì thấy vậy mới hỏi rằng, lúc này mà chị còn trang điểm được ư? Ừ, để nếu máy bay có gặp nạn bị rơi, thì chắc đội cứu hộ thấy người đẹp, họ sẽ cứu trước. Bà người Ấn Độ bèn lấy dây chuyền, nhẫn, vòng tay, khuyên mũi bằng vàng, rồi đeo vào người. Bà Việt Nam thấy thế mới hỏi, ôi lúc này mà chị vẫn còn hứng thú với đồ trang sức nữa ư? Bà ấy đáp, để nếu máy bay gặp nạn bị rơi chẳng hạn, thì đội cứu hộ thấy người có nhiều vàng, chắc chắn họ sẽ cứu trước. Bà Việt Nam không nói thêm câu gì mà khẩn trương lột bỏ toàn bộ quần áo. Thấy bà ấy khỏa thân, hai bà Trung Quốc và Ấn Độ hỏi, ôi sao chị lại làm thế vào lúc này chứ? Bà Việt Nam đáp, hai chị không biết đấy thôi, đội cứu hộ sẽ tìm cái hộp đen trước tiên. Ngày xưa, có hai người đều học hết lớp 4, hết bậc tiểu học thì bỏ, sau này họ lấy nhau. Đều ở nhà làm ruộng cho hợp tác xã, sinh được mấy đứa con. Một hôm, anh con trai cả lúc bấy giờ đang học lớp 5 hỏi bố rằng, bố ơi, tại sao nước biển lại mặn nhỉ? Ông bố thò vò đầu gãi tai một lúc rồi trả lời, không có muối, cá ươn mẹ nó đi. Thế mà cũng hỏi, mà con cũng đang học lớp 5, hỏi bố ngày xưa học lớp 4, làm sao mà trả lời được, đúng là càng học càng dốt, con hỏi câu này, đến ông nội con cũng chịu thôi. Xóa hẹn khám bệnh. Một phòng khám tư nhận được điện thoại của một bà bệnh nhân. Alo, bác sĩ phải không ạ? Tôi cảm thấy rất mệt, mong ông đến khám giúp cho tôi ngay nhé. Cô y tá trực phòng khám đáp, dạ thưa bà, tôi chỉ là y tá trực thôi ạ. Bác sĩ bận dự hội nghị 3 ngày nữa mới về, lúc đó bà hãy gọi điện lại nhé. Thất vọng, bà bệnh nhân bực mình nói dối, 3 ngày nữa ư? Đến lúc đó tôi chết rồi thì sao? Thấy bệnh nhân trách vậy, cô y tá cẩn thận nhắc, dạ không sao ạ. Nếu trong trường hợp đó thì bà hãy dặn người nhà gọi điện báo cho chúng tôi để xóa tên bà trong sổ hẹn nhé. Thơ vui cô hàng xóm. Nhà tôi ở cạnh nhà nàng, mấy hôm tôi đã định sang tỏ tình. Mỗi lần đến cổng thất kinh, nàng nuôi chó bé nó rình tợp tôi. Thế là đành thế hỡi ôi, chỉ nhớ sắp nhớ và rồi ngó sang. Giá như nói được với nàng rằng tôi sợ chó chưa sang thưa bầm. Mỗi lần mưa gió lâm thâm, ngắm cô bướm trắng nghĩ thầm giống em. Cứ bay cứ lượn cho thèm, tôi mà bắt được quyết đem về nhà. Chiều nay nghe thấy xa xa tiếng đàn tiếng hát bên nhà vọng sang. Có thêm tiếng chó rộn ràng, vội ra ngó thử, họ đang làm gì? Giời ơi nàng đã ra đi, theo thằng trai phố mặt bì mắt sâu. Cái hôm gặp nó trên cầu, tôi mà biết thế thì đâu thế này. Chỉ vì con chó giống Tây, sợ mày tao đã từ nay mất nàng. Tim giờ sầu nỗi đa mang, tối nay tôi quyết sang hàng thịt dê, rượu này pha nỗi tái tê, mộc tồn ta nhắm, chứ dê chỉ lòe, say rồi tôi hát em nghe, chuyện cô hàng xóm bét nhè thế thôi. Có một người phụ nữ nông thôn nuôi được một chú lừa và một chú chó. Ban ngày nhờ lừa ra đồng cày ruộng, buổi tối nhờ chó canh giữ nhà. Một đêm nọ, có trộm đột nhập vào lấy đồ. Chó lười biếng không muốn cắn sủa. Lừa lo lắng nói với chó, nhà có trộm, anh nhanh ra sủa đi. Thế nhưng chó không thèm để ý, cứ thế ngủ tiếp. Lừa không còn cách nào khác,
đành gầm lên thất thanh, mong bà chủ thức dậy để bắt trộm. Quả nhiên bà chủ cầm một cây gậy chạy ra, liên tục đánh lên thân lửa mà mắng rằng: "Nửa đêm nửa hôm còn gầm gừ cái gì nữa? Định không để cho người khác ngủ à?" Từ đó, lửa tự dặn mình rằng làm tốt việc của mình là được rồi, không nên can thiệp chuyện của người khác. Người chồng tuyệt vời. Cô bạn gái tâm sự với bạn: "Tớ có một người chồng đúng là trên cả tuyệt vời. Anh ấy không uống rượu, không hút thuốc, không bồ bịch lăng nhăng, không mê bóng đá, thậm chí chẳng bao giờ la giày tớ nữa. Thế chồng cậu mắc chứng liệt toàn thân từ khi nào thế?" Có một phụ nữ nông thôn, đêm trước khi làm thịt gà đã đến bên lồng gà và nói rằng: "Nhanh ăn đi, đây là bữa cuối cùng của mày rồi đấy." Sáng hôm sau, thấy chú gà nằm gục dưới đất bên cạnh là một bức thư viết: "Ta đã ăn gạo tẩm thuốc chuột rồi, các người đừng hỏng ăn thịt ta, ta không dễ bị bắt nạt đâu nhá." Suy ngẫm, nếu đối thủ biết quyết định của bạn, họ sẽ đưa ra được lựa chọn có lợi nhất cho mình. Vì thế, bảo mật thông tin là rất quan trọng. "40 năm trước chỉ cần biết lái xe, bạn nuôi sống cả gia đình. 30 năm trước biết tiếng Anh và vi tính văn phòng, bạn là thiên tài. 20 năm trước có một chiếc taxi, đời sống bạn khỏe re. 10 năm trước, mỗi lần giao thừa, các hãng tổng đài điện thoại kiếm hàng tỷ đồng với tin nhắn SMS. Nhưng giờ thì sao? Các tổng đài nằm mơ cũng không ngờ các app như Zalo, WeChat lấy đi lợi nhuận khổng lồ của họ. Tin nhắn giờ chỉ còn chức năng nhận, nhận mã OTP. Máy ảnh kỹ thuật số cũng chết cứng bởi vì chiếc điện thoại thông minh của bạn. Giờ ai còn quan tâm đến hãng truyền hình, hãng phim nữa chứ? Đến cả mì gói cũng giảm lợi nhuận vì các app đặt giao thức ăn tận nơi. Xã hội phát triển theo công nghệ và nó thay đổi mỗi ngày. Giờ đây các bạn bấm pi vì cái gì? Ai nhận thấy được sức mạnh của phát triển công nghệ đều không thể bỏ lỡ cuộc chơi này. Tôi gọi nó là cuộc chơi vì nó chỉ miễn phí như một app game bình thường. Nhưng ai biết được 5 năm nữa bạn cầm giấy bạc trên tay chỉ là để sưu tầm mà thôi." Bức tượng trên ngôi mộ của nhà báo người Pháp Victor Noy thu hút hàng nghìn phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới đến thăm và quấy rối nhiều nhất ở Pháp. Bức tượng bằng đồng của nhà báo Victor Noy độc đáo ở chỗ là mọi chi tiết từ nét mặt, nếp nhăn của áo, giày và mũ đội đều được nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp Jules Daillot đúc chạm thành một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo và tỉ mỉ. Tuy nhiên, ở chỗ cái quần ngay chỗ của quý, nhà điêu khắc lại đúc làm cho nó nổi trội lên như là hiện thực sống động. Chính đặc điểm độc đáo này đã biến bức tượng ngày một nổi tiếng hơn đối với phụ nữ khi đến thăm nghĩa trang Père Lachaise ở Paris. Theo truyền thuyết, người phụ nữ có thể tăng cường khả năng sinh sản, mang lại đời sống tình dục hạnh phúc hoặc thậm chí tìm được chồng trong vòng một năm bằng cách phải tuân theo một nghi lễ cụ thể. Nghi thức bao gồm việc đặt một bông hoa hồng vào chiếc mũ rồi hôn lên bức tượng và xoa bóp chỗ ấy của bức tượng. Theo thời gian, những bộ phận của bức tượng bị đụng chạm đã trở nên mòn và bóng loáng, nên cùng theo sự nổi tiếng của truyền thuyết, Victor Noy qua đời vào năm 1870 khi chỉ mới 22 tuổi. Ông bị bắn chết trong một cuộc đấu súng tay đôi. Bức tượng đồng có kích thước y như người thật, được khắc họa theo phong cách hiện thực, như thể ông vừa ngã xuống sau cuộc đấu súng. Năm 2004,
Một hàng rào bảo vệ được dựng lên xung quanh bức tượng của Victornoy để ngăn chặn sự đụng chạm. Nhưng điều này lại càng làm kích động thêm nhiều người phụ nữ, có nhiều cuộc biểu tình phản đối nổ ra. Cuối cùng chính quyền thành phố Paris sau đó lại phải dỡ bỏ hàng rào. Ngày nay, không chỉ phụ nữ Âu Mỹ mà ngày càng có nhiều du khách Hàn Quốc, Trung Quốc, phụ nữ ở các nước Á Châu cũng tìm đến đây để thực hiện nghi thức. Sợ bố, em bé nói với mẹ, con không yêu bố nữa đâu. Vì sao vậy con? Dạ vì bố ăn thịt người. Sao con lại nói vậy chứ? Hôm qua, bố gọi điện thoại nói chuyện với bạn của bố. Bố nói, con đó ngon lắm, tao ăn rồi. Tập làm văn, đề bài, em hãy tả con chó nhà em. Bài làm, nhà em có nuôi một con chó. Ai cũng nói nó là chó Phú Quốc, nhưng nó ngu bà cố luôn. Nó sủa to mà không làm gì ai, giống như mấy ông hay đào to búa lớn mà không được gì. Nó sủa dai như đọc diễn văn vậy. Ăn trộm vào nhà lấy đồ đi rồi, nó mới phát hiện ra, giống như lâm tặc phá rừng rồi, kiểm lâm mới đến. Có mấy con bò lạ đến giẫm nát sân nhà mà nó chỉ gầm gừ rồi thôi. Đặc biệt con chó nhà em chơi với mấy con chó cùng xóm, rất giống bọn phe nhóm xã hội đen. Nó luôn cắn những con chó xóm khác tới giành ăn. Mỗi lần nó sủa dai, em đánh nó. Nhưng qua ngày hôm sau nó lại sủa nhiều hơn, tiếng sủa cứ tăng dần như giá điện, giá xăng và thuốc men viện phí. Có một điều là nó ỉa tùm lum như các công trình giao thông, xây dựng lô cốt đầy đường, nhưng nó chính hiệu là loại chó săn, bắt chuột rất đúng kỳ quy trình. Kết luận, em rất thương con chó nhà em, tuy nó là chó nhưng nó rất giống người mang tính chó như nó. Mỗi khi nổi điên, em chửi nó, nhưng nó không giận. Nó chấp nhận chịu đấm ăn xôi, ăn không từ một thứ gì, nên em thấy thương nó nhiều hơn vì nó rất kiên định. Cho đến gần chết, vẫn thề trung thành với em. Ước, ông đã nghỉ hưu và có lương, bà thì không có. Bà lại không muốn ỷ lại ông nên lặng lẽ đi tìm công việc. Bà xin làm công nhân vệ sinh môi trường. Việc này phải dậy sớm. Bà lại không dậy sớm được. Giờ này, ngày nào ông cũng phải dậy sớm để đi quét đường hộ bà. Chuyện không có ở Việt Nam. Trong một bàn nhậu, bốn người đàn ông đang nói chuyện về gia đình, chuyện vợ, chuyện con, vân vân. Ông thứ nhất nói, các ông có biết không, mỗi cuối tuần tôi chở vợ đi chợ, tôi đẩy xe theo bà ấy. Mua đẩy xe, tôi hỏi bà ấy về chưa? Bà ấy nói, ông chở tôi lại chợ khác, mua một chai nước mắm. Tôi hỏi, thế sao bà không mua ở đây luôn đi? Bà ấy trả lời, ở đây nước mắm tới 2,99 đô la, còn ở chợ kia chỉ có 2,88 đô la thôi. Tôi nói, trời đất ơi, từ chợ này đến chợ kia lái xe 45 phút, bà quên tính tiền xăng à? Tôi với bà ấy bắt đầu cãi cãi. Ông thứ hai chen vào, còn tôi khi lái xe tôi quẹo tay phải. Bà ấy nói, sao không quẹo tay trái chứ? Tôi chạy nhanh, bà ấy kêu tôi chạy chậm lại. Tôi chạy chậm thì bà ấy nói ông chạy như rùa bò. Tôi nói, để tôi order hãng Toyota chế cho bà cái xe có hai tay lái để bà khỏi lái xe bằng miệng. Thế là bà ấy với tôi cãi nhau. Ông thứ ba lắc đầu và kể, tôi lái xe chở bà vợ ngoài xa lộ, chạy nhanh bị cảnh sát chặn lại. Cảnh sát hỏi, ông có biết lỗi gì không? Tôi chưa kịp trả lời, bà vợ tôi đã tươm tướp la lên. Tôi đã nói với ông rồi, ông chạy bạt mạng 70-80 miles, có ngày bị phạt mà ông không chịu nghe, đấy thấy chưa? Tôi giận quá mới la bà ấy, để tôi lo,
Bà im cái mồm bà đi. Không ngờ ông cảnh sát này là người Việt, nghe được tiếng Việt, liền hỏi vợ tôi. Bộ chồng bà ở nhà cũng nạt bà như vậy phải không? Bà vợ tôi trả lời, đâu có. Bữa nào ông ấy uống rượu say thì ông ấy mới la như vậy hà. Kết quả là tôi nhận một ticket chạy quá tốc độ và một ticket uống rượu lái xe. Thế là vợ chồng cãi nhau. Ông nhà văn nãy giờ ngồi trầm ngâm, cười mỉm chi, chậm rãi kể. Có một ông chồng đi sau xe chở quan tài của vợ ra nghĩa trang. Ông bạn đi gần bên thấy ông này cái miệng cứ nhép nhép như đọc kinh. Ông bạn tò mò đến gần hơn thì ra ông này không phải là đọc kinh mà là đang hát. Ông bạn mới hỏi, đám tang của vợ vui vẻ gì mà ông lại hát thế? Ông ta trả lời, từ ngày cưới bà ấy đến giờ, chỉ có hôm nay tôi đi chung với bà ấy mà không cãi nhau. Có một gia đình kia, một hôm nhờ ông bác sĩ khám bệnh cho cô giúp việc. Bác sĩ lên phòng hỏi, cô cảm thấy trong người ra sao? Dạ, em khỏe ạ. Em có bệnh gì đâu ạ? À? Tại bà chủ không chịu trả em mấy tháng tiền lương, nên em giả bộ bệnh nằm đây đến khi nào bà ấy trả thì thôi ạ. À. Ồ, vậy thì hay quá. Bà ấy cũng thiếu tôi mấy lần khám bệnh chưa trả đấy. Hay là cô nằm xích vào trong cho tôi nằm với? Một người vệ sinh máy bay đang lau chùi buồng lái của phi công. Anh ta nhìn thấy một cuốn sách có tựa đề Cách bay máy bay cho người mới bắt đầu tập 1. Anh ấy mở trang đầu tiên, thấy nói để khởi động máy hãy nhấn nút đỏ. Anh ấy đã làm như vậy và động cơ máy bay đã khởi động. Anh ấy đã hạnh phúc và mở trang tiếp theo. Để máy bay di chuyển, hãy nhấn nút màu xanh. Anh ấy đã làm như vậy và chiếc máy bay bắt đầu di chuyển với tốc độ tuyệt vời. Nó muốn bay nên mở trang thứ ba rồi nói, để cho máy bay 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 bay, vui lòng nhấn nút xanh lá cây. Anh ấy đã làm như vậy và chiếc máy bay bắt đầu bay. Anh ấy rất phấn khích. Sau 20 phút bay, anh đã thỏa mãn và muốn hạ cánh. Nên anh quyết định sang trang thứ tư và trang thứ tư nói rằng để có thể biết cách hạ cánh máy bay, vui lòng mua tập 2 tại hiệu sách gần nhất. Tóm lại, đừng bao giờ cố gắng bất cứ điều gì mà không có thông tin đầy đủ. Giáo dục một nửa không những nguy hiểm mà còn tàn phá. Gia đình tôi ở tầng 9, gia đình bác Trang ở tầng 10, nhưng hai gia đình cũng không thân quen lắm. Tuy nhiên, kể từ khi con trai bác ấy tốt nghiệp đại học về nhà, bác ấy thường xuyên tới chơi, cho nhà tôi rất nhiều đồ ăn. Tôi và bố mẹ đều hiểu, nhưng không nói ra. Bác ấy chắc định lấy lòng tôi làm con dâu bác ấy. Hôm nay bác ấy lại tới, ngồi chơi một lúc, cuối cùng do dự nói ra. Em cún nhà cháu sắp sinh phải không? Con trai bác rất thích cún con. Cháu có thể cho nhà bác một con cún không? Cái tay trên xe buýt đông đúc, giọng của một phụ nữ phẫn nộ vang lên. Này anh kia, có bỏ ngay cái tay ra không đấy? Một lát sau, cũng giọng phụ nữ đó, nhưng đã bớt phần gay gắt. Không phải nói anh, không phải cái tay đó. Sợ, đêm đến chồng và thằng con trai ngủ ở nhà ngoài, vợ và đứa con gái ngủ ở trong buồng. Nửa đêm, ngoài chuồng gà thấy có tiếng động lạ, gà nháo nhác kêu lên, anh chồng thức giấc, khẽ khàng đi vào buồng vợ, sờ vào người vợ và véo một cái rồi quay ra, nhìn qua cửa sổ hướng về phía chuồng gà, chờ một lúc lâu không thấy vợ đi ra, anh ta liền vào buồng sờ vào người vợ. Chao ôi, vợ đã lột hết quần áo nằm chờ sẵn ở trên giường. Chồng cáu quá liền nói to, cô làm cái gì thế hả? Trộm
Không khéo bắt hết gà nhà mình rồi. Tôi vào véo cô là ý cùng tôi ra xem gà thế nào cơ mà. Ôi chào, thế mà em cứ tưởng anh muốn ấy ấy nên em mới chờ sẵn ý chứ. Ôi giời ơi, không khéo lại mất hết gà rồi. Của cho nó thèm. Về nghỉ hưu, lương bèo bọt, lại lớn tuổi ấy. Nhà ở trong kẹt phố, chẳng có thu nhập thêm. Vợ chồng già thì có sao sống vậy. Sáng là mì tôm, phở gói, cơm nguội, thay đổi hàng ngày mãi cũng chán. Nhìn sợi mì vàng như sợi rơm, chán lắm mà biết phải làm sao chứ. Nói bà xã đa dạng loại mì đi, cũng vậy. Chiều qua bà xã đi chơi với cháu, sáng nay bà hàng xóm bưng cho một tô mì. Ôi sao nó ngon thế, không kịp hỏi bà ấy là hiệu mì gì thì bà ấy đã về mất. Lúc trưa bà xã về hỏi thế sáng ông cháu ăn gì, liền đáp bà hàng xóm bưng cho một tô mì tôm, không biết loại mì gì mà hai ông cháu ăn ngon quá. Bà xã nhìn rồi chề môi, tôi với bà ấy đi siêu thị cùng nhau hoài, tôi thấy bà ấy chỉ mua mì miliket gói giấy. Rồi hỏi thì bà ấy bảo ông chồng thích vì nó rẻ. Đúng là của nhà thì no, của người ta cho thì thèm. Mà cả ông cháu đều thế chứ để. Ấy là chuyện mới sáng nay đấy. Mới sáng sớm, ba bà đang ngồi tám với nhau và bàn tối nay mua vịt nấu chao ăn và hát karaoke cho vui. Ba bà đã nhất trí thì bà thứ tư đến hỏi, bà mụ có gì mà vui thế? Tối nay mời bà tới đây nhậu nhé. Có việc gì mà mụ mời sớm thế? Chả là tối nay có giỗ ông cả thèm. Được rồi, thế thì tối tớ đến ngay. Buổi tối khi ba bà đã đến đủ ngồi đợi bà thứ tư, vừa nhắc thì bà thứ tư xách mấy ký trái cây và bó nhang tới. Mày mua nhang và trái cây đi đâu thế chứ? Thì đến đây thắp cho ông cả thèm chứ ai. Trời ơi mụ ơi là mụ, ông cả thèm là ba cái mồm đang thèm ăn này này. Hôm nọ bị bóng đè, năn nỉ nó đừng có đè nữa, rồi hứa sẽ cúng cơm cho nó ăn. Cúng xong tối mơ nó nói, nấu dở như chó ý. Hôm sau nó lại đẻ cho ba bốn lần tiếp, thế mới khổ. Ba người Pháp, Mỹ, Việt Nam đi du lịch và bị lạc trên một hoang đảo, bị nhóm thổ dân bắt giữ. Sau nhiều giờ giam cầm rồi bỏ đói, ba người không chịu nổi nên kêu gào xí xô xí xào xin đồ ăn. Bọn thổ dân nghe nhưng chả hiểu gì, tỏ vẻ bực tức. Người Mỹ tụt quần ra và chỉ vào cái ấy của mình. Nào ngờ có thằng thổ dân chạy đi một lúc, sau đó mang về cho thằng Mỹ một quả dưa leo với hai quả cam. Thằng Mỹ cầm lấy ăn no nê rồi cười ha hả. Thằng Pháp thấy ức chế quá cũng cởi quần của mình rồi cũng chỉ vào cái ấy. Lập tức thằng thổ dân chạy thật nhanh và mang về đưa cho thằng Pháp một quả cà rái dê và hai trái cà chua. Thằng Pháp mừng quá chộp lấy ăn ngấu nghiến. Ăn no, thằng Pháp khoái chí, vỗ bụng cười cà cà. Lần này đến lượt anh Việt Nam không thể chịu nổi nữa, cũng bắt chước y chang như hai người Mỹ Pháp, cũng tụt quần ra, cũng chỉ vào cái ấy của mình. Quả nhiên cũng thật hiệu nghiệm. Thằng thổ dân đi một lúc liền mang về cho người Việt Nam hai trái nho với một quả ớt. Người Việt Nam cầm lấy mà lòng ngậm ngùi. Từ đó người Việt Nam có câu khoai to không lo chết đói. Có một con sư tử già bị ốm đang ngáy ngủ trong hang. Những con vật ở quanh đó hay tin sư tử ốm nên chúng vào đó để thăm. Thỏ nghe được tin này cũng đến hỏi thăm. Vừa đến trước cửa hang, chỉ nghe thấy tiếng sư tử rên mỗi lúc một lớn. Thật là quá bi thương,
Lúc này thỏ ta định đi vào trong, bỗng nhiên vành tai nghe, rút lại bàn chân đã bước vào và bước ra khỏi hang. Sư tử già thấy thỏ không vào hang, lên tiếng hỏi, thỏ à, cậu đã đến rồi, sao không vào đây đi? Thỏ liền trả lời, tôi chỉ thấy vết chân của những con vật kia đi vào mà không thấy con nào đi ra cả, vậy tôi không dám vào chứ sao? Kết luận, mọi việc, tiến thì dễ, thoái thì khó. Vì thế bình thường nên tôi luyện bản thân cách quan sát để cao độ nhạy cảm với xã hội, tính toán kỹ rồi mới hành động. Như thế mới không rơi vào cảnh thất bại. Nếu có hành vi vội vàng, liều lĩnh, có khi lại đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm. Hóa ra là vậy. Lúc đầu ông đòi chơi, tôi không cho ông chơi. Thấy ông năn nỉ hoài, tôi mới cho ông chơi. Vậy mà đang chơi nửa chừng, ông đòi rút ra. Thử hỏi, ai mà chịu được cơ chứ? Thà lúc đầu ông đừng có chơi. Đó chỉ là nội dung cuộc điện thoại mà bà chủ hụi nói chuyện với ai đó. Nhà cháu nghe được, lại cứ tưởng là... Thơ, chim lạ, nghĩ đời cũng thật là vui, nuôi con cu gáy để chơi đỡ buồn, lúc nào nó cũng luôn mồm, cu cúc sướng rơn cả người, bây giờ nó lại dở hơi, chẳng cu chẳng cúc chán đời làm sao, hôm nay xem thử thế nào, cho qua hàng xóm, ôi sao nó mừng, nó hót nó nhảy cả tưng, suốt cả một buổi không ngừng líu lo. Bà nhà nghe thấy quát to, ở nhà sao chị co ro rụt đầu. Chim cò mà ghét gì đâu, nuôi mi chỉ phí công tao thôi mà. Nếu mà mi thích la cà, coi chừng đấy nhá, bà thời bóp ngay. Ngày hôm qua, mẹ tôi kể cho tôi nghe một bí mật. Lúc học đại học, mẹ có thầm yêu bố tôi, nhiều lần tỏ tình bị từ chối. Có một lần bố tôi bị người ta tẩn phải vào viện, mẹ tôi vẫn luôn bên cạnh để chăm sóc bố. Cuối cùng, họ cũng thành vợ thành chồng, nhưng thật ra, chính mẹ tôi đã thuê người tẩn bố. Thơ vui, miền Bắc có lắm thằng điên. Trong túi có tiền nó bảo rằng không, ăn rồi nó chạy lông nhông, nói thì như thánh làm không ra gì. Nhưng mà nó được cái lì, bao nhiêu nghị quyết, gì gì cũng thông. Miền Trung có lắm thằng khôn, biết đi cửa trước biết luồn cửa sau, đi đâu cũng học làm giàu, biết đi đúng chỗ biết câu đúng người. Nghị quyết nó thuộc mười mươi, nhưng chỉ áp dụng những nơi nó cần. Miền Nam có lắm thằng tham, nó ăn như phá, nó làm như điên, đi đâu cũng nghĩ đến tiền, mới cưới vợ một tính liền vợ hai. Suốt ngày nó nhậu lai dai, có một nghị quyết học hoài không thông. Văn hóa người Việt khi cãi nhau. Có một anh bạn của tôi, người nước ngoài, rất thích học tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa người Việt. Có một lần cậu ấy hỏi, khi cãi nhau thì người Việt Nam thường thể hiện đặc điểm văn hóa gì để nhận biết được ngay. Mình đã phải vận dụng hết tinh thần, vốn từ và minh họa để cho cậu ấy nhận biết những đặc điểm như sau. Một, đặc điểm thứ nhất, khi cãi nhau, người Việt hay quan tâm đến sở thích của nhau nhất, bằng chứng là họ hay hỏi người kia, bây giờ mày thích gì? Mày muốn gì? Tao đều chiều hết, rất nhân văn, đúng không? Đặc điểm thứ hai, khi cãi nhau, người Việt Nam nhắc nhở nhau hãy nhớ về cha mẹ của mình, bằng chứng là họ sẽ hỏi đối phương, mày biết bố mày là ai không? Rồi mày biết tay bố, rất hiếu thảo. Ba, đặc điểm thứ ba, khi cãi nhau, người Việt hay giúp đỡ giáo dục nhau, bằng chứng là họ hay nói, bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy. Hoặc ba năm võ tàu không bằng một chầu củ đậu.
Mẹ mày ngoan như cún ngay. Đặc điểm thứ tư, khi cãi nhau, người Việt lại thường hay tác động đến phụ huynh của nhau, chứ không tác động trực tiếp đến đối tượng. Bằng chứng là họ hay nói, tao đập chết mẹ mày bây giờ. Đấy, sơ sơ vài đặc điểm như vậy, để dễ nhận ra văn hóa người Việt Nam khi cãi nhau. Cậu Tây gật gù ra vẻ hiểu, rồi nó bổ sung thêm. Còn nữa, đặc điểm thứ năm là khi cãi nhau, người Việt rất muốn mẹ đối phương có thêm em bé. Bằng chứng là họ hay nói, đẹp mẹ mày. Tôi há mồm. Hả? Hôm đi ăn đám cưới, tôi vừa ngồi vào mâm, thấy một anh đứng lên, hai tay xoa xoa vào nhau và nói, tôi xin trịnh trọng thông báo, trong mâm cỗ hôm nay có hai hệ, một là yêu nước, tức là uống được rượu, hai là tham nhũng, là chỉ ăn không uống rượu. Tôi thuộc thành phần tham nhũng, báo cáo hết, cả mâm cười ồ lên. Thầy giáo lên tiếng, các em trật tự nào, bây giờ chúng ta bước vào bài học mới nhé. Nếu như ở lớp 10, trong cuộc đại cách mạng Pháp 1789, các em đã biết tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng. Hôm nay, trong mối quan hệ quốc tế đương đại, các em sẽ thấy được hình ảnh của một con gà trống thiến và ba con vịt què. Hại của rượu. Trong một trại cai rượu, ông bác sĩ hỏi mấy con sâu rượu, các anh hãy cho tôi biết tác hại của việc uống rượu xem nào. Anh chàng thứ nhất gật gù lên tiếng, dạ hôm đó em say quá nên em đi nhầm vào nhà của một tay hàng xóm và bị dần cho một trận nhớ đời ạ. Ông bác sĩ hỏi anh thứ hai, thế còn cậu? Dạ còn em thì say quá không còn làm chủ được tay lái nên đã đâm vào cột đèn gần nhà. Quay sang anh chàng thứ ba, bác sĩ hỏi, còn chuyện của anh thì thế nào? Dạ, chuyện của em thì đúng là tai họa. Hôm đó, em quá chén, đến nỗi hỏi cưới một cô gái mà khi tỉnh rượu, em mới nhận ra đó là cô vợ vừa mới ly dị của em. Đang cấy hết mất mạ, đã bảo chồng từ sáng sớm, chờ mãi chả thấy chồng gánh mạ ra. Chị ta đi về xem chồng làm gì, về đến đầu làng, nhìn thấy chồng đang uống rượu cùng mấy anh bạn. Chị nói to, bảo từ sáng là gánh mạ ra cho người ta cấy, thế mà bây giờ còn ngồi đấy uống rượu chứ. Mấy anh bạn rượu nói đùa, sư tử nhà mày ghê thật đấy nhỉ. Anh ta vẫn nổi máu sĩ diện, cầm ngay cái đòn gánh xông ra định đánh vợ. Chị vợ nhanh trí nói, anh ơi, anh có đánh thì đánh vào mông em đây này. Anh mà đánh vào tay là em không đi cấy được đâu, đói chết cả nhà đấy. Hội bạn rượu phá lên cười, làm anh ta cũng phải cười theo, lẳng lặng đi gánh mạ ra ruộng. Đón khách. Chuyện sáng nay, mới sáng sớm hôm nay, mấy bà trong hội thể dục dưỡng sinh đi qua cổng réo gọi bà ngoại thằng Khoa. Thằng Khoa đâu? Ra mở cổng cho bà nhanh lên. Nó đang mải ngồi bấm game, ông ngoại nó liền đi ra. Này, ông ngoại, có vào mặc quần áo cho đàng hoàng đi không hả? Ông tính bêu xấu tôi đấy hả? Bà ngoại nó lên tiếng. Để tôi ra, cho các bà ấy thấy bà chăm lo ông cháu tôi ra sao. Mà ngày nào cũng thấy bà khoe với các bà ấy là lo cho ông cháu tôi tốt lắm. Có giỏi thì ông cởi nốt cái quần đùi ra để các bà ấy xem ông có xứng đáng được chăm lo tốt hay không đi. Thằng Khoa vội hét lên. Ông ngoại, đừng cởi ra. Hôm qua cháu cởi chuồng, mấy bà ấy đòi cắt cu của cháu đấy. Sự khác nhau của hạnh phúc và bất hạnh. Hạnh phúc là khi bạn đi đến chỗ làm với niềm vui vào buổi sáng và trở về nhà với niềm vui vào buổi chiều. Bất hạnh
là khi bạn rời khỏi chỗ làm với niềm vui vào buổi chiều và rời khỏi nhà với niềm vui vào buổi sáng. Có lần chồng gọi mình là lợn. Đêm đó nhằm gần 12 giờ khuya, mình bị đánh thức bởi tiếng rung từ điện thoại trên giường. Thôi chết, mình đã chờ chồng mà ôm con ngủ quên. Ngay lập tức mình phi như tên bắn lao xuống mở cửa. Điện thoại kiểu gì mà hàng chục cuộc không được. Thấy đây không phải là dấu hiệu của một câu hỏi, mình từ tốn bảo con ngủ. Con ngủ hay mẹ ngủ? Anh ta tấn công. Quả nhiên, để người ta chờ đợi kiểu thế là không hay rồi, nên mình không trả lời câu hỏi mà nghiêng người khóa cửa nhanh chóng rồi phi lên tầng với con. Một lúc sau, gương mặt đó xuất hiện trước cửa phòng. Anh ta kết luận: như lợn. Gì? Mình hỏi: ngủ như lợn. Người đó buông thõng câu trả lời rồi quay đầu quẩy đít. Ngay lập tức cơn điên trong mình nổi lên. Anh ta quá phũ phàng với mình. Anh ta dám gọi mình là con lợn. Với mình đó là sự xúc phạm nặng nề. Cha mẹ mình còn chưa bao giờ nói mình như thế. Xã hội chưa từng ai dám nói mình như vậy. Ở môi trường nào mình cũng được tôn trọng. Vậy mà ngay trong gia đình, với người đó, mình bị gọi là lợn. Trong cơn uất nghẹn dâng lên tận cổ, mình trào nước mắt và quyết ly hôn anh ta. Được thôi, con mình sẽ nuôi tất. Anh ta sẽ phải chu cấp tất cả lương anh ta có dành cho con. Nhà mình sẽ ở, anh ta đi đâu thì đi. Rồi chuyện này sẽ bung bét ra. Đồng nghiệp của anh ta sẽ ngỡ ngàng. Sĩ quan mà nói thế à? Cán bộ mà xúc phạm vợ thế à? Rồi mình sẽ xinh đẹp hơn, sẽ giàu có hơn, sẽ hấp dẫn hơn, để rồi anh ta sẽ nuối tiếc. Ok, tất cả đã xong, kịch bản ly hôn sẽ như vậy đi. Vừa hay nghĩ đến đoạn này thì mình bỗng thấy một không gian im ắng bao trùm, lén mò xuống tầng, hé mở phòng thấy anh ta đã đang ngủ rồi, tiếng ngáy đều đều dẫn giấc. Anh ta có hơi men, mất công mình chảy nước mắt. Mình với tay lấy điện thoại của anh ta, sửa lại trong danh bạ từ nóc nhà thành lon để nhắc nhở người đó đã từng gọi mình là lợn và để xem thiếu lon các anh có sống được không. Hôm qua, cô gái nọ tới nhà bố mẹ chồng tương lai ra mắt. Trong bữa ăn cơm, không biết do hồi hộp hay lúng túng mà cô đánh rắm một cái bụng, đang xấu hổ chưa biết xử lý ra sao, thì may quá, ông bố chồng tương lai đã tế nhị, nhìn xuống dưới gầm bàn ăn, rồi quát con chó, mì lu đi ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, vậy là mọi người ai cũng nghĩ âm thanh đó được gây ra bởi con chó. Nhưng ngồi thêm tí nữa, cô lại đánh rắm cái bụng, bố chồng tương lai lại quay xuống quát con chó, mì lu đi ra. Rồi cả nhà lại vui vẻ ăn cơm. Được một lát lại bùm bùm bùm. Lần này ông bố chồng vớ ngay đôi đũa phi thẳng vào đầu con chó rồi gào lên, Mì Lu, mày có đi ra nhanh không hả? Con nhỏ đó nó ỉa lên đầu mày bây giờ. Máy bay đang bay thì bị rung lắc mạnh, hành khách hoảng loạn. Một bà người Trung Quốc lấy hộp đồ làm đẹp ra và ngồi thản nhiên trang điểm. Bà người Ấn Độ thấy vậy mới hỏi, lúc này mà chị còn trang điểm ư? Ừ, để nếu máy bay có gặp nạn bị rơi, thì chắc đội cứu hộ thấy người đẹp, thì họ sẽ cứu trước. Bà người Ấn Độ bèn lấy dây chuyền nhẫn vòng tay khuyên tai, khuyên mũi bằng vàng, đeo vào người. Bà Việt Nam thấy thế hỏi, ôi lúc này mà chị vẫn còn hứng thú với đồ trang sức nữa ư? Ừ, để nếu máy bay bị gặp nạn, bị rơi, thì đội cứu hộ thấy người có nhiều vàng, chắc chắn họ sẽ cứu trước. Bà Việt Nam không nói thêm câu gì, mà khẩn trương lột bỏ toàn bộ quần áo. Thấy bà ấy khỏa thân, hai bà Trung Quốc và Ấn Độ hỏi, sao chị lại làm thế vào lúc này chứ? Hai chị không biết đấy thôi, đội cứu hộ sẽ tìm cái hộp đen trước tiên. Có một bà tuổi đã sồn sồn, nhưng lúc nào cũng tỏ ra là mình trẻ lắm. Suốt ngày son phấn gương lược, từ việc đi đứng nói năng, bà cứ làm như đang ở thì con gái.
nhất là khi tiếp xúc với cánh đàn ông. Ông chồng rất khó chịu với tính cách của vợ. Một hôm, bà dặn ông ở nhà để bà đi thăm bạn bè. Sau khi đã mất hơn nửa giờ để trang điểm son phấn, trước lúc đi, bà không quên bỏ thêm cái túi xách của mình đủ thứ phấn giáp, nước hoa, áo độn ngực. Thấy vậy, ông chồng đưa thêm cho bà một lưỡi cưa ngắn. Bà ngạc nhiên nhìn ông, sao kỳ vậy chứ, để làm gì hả ông? Ông chồng buông một câu giọng tỉnh bơ, à, dùng để mà cưa sừng. Đi làm về, thấy Tí đang lén lút ăn đồ ăn trong bếp, mẹ Tí liền quát, Tí, sao con lại ăn vụng đồ ăn vậy hả? Ăn như thế thì làm sao mà ngon được, con có biết không hả? Con thấy bố bảo với chị Ô-xin nhà mình là trong các kiểu ăn thì ăn vụng vẫn là ngon nhất mà.